Sao vậy? Cậu chuẩn bị chưa? Gì vậy? Thư thần, nghiêm túc như vậy làm gì? Thư thần, cậu bình tĩnh một chút. Em ấy bị thương một chút, trên người có vết bầm tím. Thư thần, bây giờ cậu đi cho dù làm gì cũng là điểm yếu. Thư thần, cậu nhanh đi, đuổi theo cậu ấy. Ra cho tôi tung tích Tông Liên ở đâu. Thư thần, thư thần, cậu đi à, thư thần. Cậu mở cửa ra, thư thần, cậu bình tĩnh chút. Thư thần, thư thần, thư thần. Vậy chúc chúng ta hợp tác thành công. Nhất định, nhất định. Cạn. Dương tổng, xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút. Anh đợi một chút. Được, được, được. Anh có là người không? Cô ấy là em gái của anh. Liên quan gì đến cậu? Nó là em gái tôi, cũng không phải là em gái cậu. Cô ấy là người tôi yêu. Cậu cút đi. Lạc Tông Lương, sao anh có thể xa đọa thành dáng vẻ như vậy chứ? Vì sao tất cả mọi người đều hỏi tôi câu hỏi này? Được, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu. Vì sao? Điều là vì các người ép. Ai ép anh? Ai ép anh dùng quyền tư lợi ở Phi Lâm? Anh nói anh hối lộ, nhận hối lộ là vì Phi Lâm. Nhưng rõ ràng tiền vào túi của bản thân anh. Anh hại Phi Lâm thất bại nhiều lần, ai ép anh? Sau khi rời khỏi Phi Lâm không biết hối cải, cùng bọn man tiếng xấu gây khắp nơi, ai ép anh? Anh rõ ràng có thể làm ra nhiều dự án tài khoa như vậy, lại là ai ép anh đi đường tắt? Còn không phải là cậu. Điều là Phạm Tư Thần gây ra tai họa đều tại cậu ta. Không phải bại trận mà thôi à? Tôi thua được sao? Đây, Lạc tổng, Phạm Tư Thần tuy là còn trẻ, nhưng có mấy phần thượng thái năm đó của anh. Người có tài hoa phần lớn đều như vậy. Tính cách khó tránh, có chút kiêu ngạo. Bây giờ bên cạnh tôi vừa hai thứ một trợ thủ như vậy. Đến lúc đó bồi dưỡng thêm, Lạc tổng. Anh đưa em đi cùng đi. Em đảm bảo sẽ không khiến anh mất mặt. Đi thôi. Có suy nghĩ, tính diện kiến, tính sáng ý, tính tấn công, tính toán hoàn chỉnh, tính linh hoạt và tính thời gian. Vì thế tất cả suy nghĩ này tạo thành phương án PA của tôi. Tôi vốn muốn bồi dưỡng cậu thành người tiếp bước tôi. Cậu giống tôi, trẻ tuổi, có tài hoa, kiêu ngạo tự tin, ai cũng không để vào mắt. Chính vì cậu giống tôi, vì vậy tôi muốn giữ cậu bên cạnh tôi học tập. Nhưng cậu thì sao? Cậu tố cáo tôi. Cậu tố cáo tôi giúp Phi Lâm. Nếu không ngăn cản anh sẽ không còn đường quay đầu. Hàm hồ. Cậu ngồi lên vị trí của tôi, có danh lợi của tôi, cướp đi tất cả sự nổi trội của tôi. Bây giờ cậu còn muốn cướp đi đứa em gái duy nhất của tôi? Không thể. Cậu không thể làm được. Anh điên rồi. Tất cả những thứ anh mất đi không phải người khác cướp đi. Anh cho rằng đây là tôi muốn có sao? Nếu không phải vì như vậy, vì sao cậu không cho tôi cơ hội thứ hai? Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Sử Như Thông. Cậu có thể tin tưởng cậu ta? Năm đó vì sao cậu không tin tôi? Nếu tôi có một cơ hội nữa, tôi có thể đem tất cả công lao bù vào. Không ai có thể làm gì tôi. Tôi chỉ còn thiếu một cơ hội này.
Cuộc đời tôi là bị cậu quỷ. Bây giờ nên là cậu đền bù Phạm Thư Thần. Vì tôi tin Sử Như Thông là trong sạch. Anh không làm gì sao? Tổn thất của Phi Lâm là mấy ngàn vạn, tiền đi đâu? Anh không làm gì sao? Anh bảo tôi làm thế nào cho anh cơ hội thứ hai? Nếu tôi nói tôi vô tội, tôi cũng là bị quan. Cậu tin không? Nếu anh nói anh không làm gì, không vì bán đứng bản thân, bán đứng Phi Lâm, tôi sẽ tin anh. Nhưng nếu như anh làm, anh nói thì có tác dụng gì? Được. Nếu như vậy, chúng ta cũng không có gì đáng để nói nữa. Cuối cùng ai là anh hùng, ai là người ngang ngược giả tâm, do người thắng quyết định. Là Tông Lương, bây giờ anh vẫn là không biết rốt cuộc anh sai ở đâu. Anh thực sự cho rằng anh là vì không có quyền, không có tiền mới thua sao? Công bằng trong lòng người. Anh đi xem xung quanh anh, có người quan tâm anh không? Có người hy vọng anh tốt không? Có người tin anh không? Duy chỉ có người muốn tốt cho anh bị anh đánh giải mất rồi. Cô ấy còn ngốc nghếch đợi anh quay đầu. Chỉ cần anh quay đầu, cô ấy liền đi cùng anh. Người như vậy, anh đều nỡ làm tổn thương cô ấy. Cuộc đời anh, cho dù có nhiều thứ hơn nữa, nhìn một cái liền có thể thấy đấy, không ngoài tám chữ: người thân ghét bỏ, cô độc một mình. Cho dù tôi bị người thân ghét bỏ, cuối cùng cậu cũng không có kết quả tốt gì. Lạc Tông Lương, hai chúng ta ở trên vị trí giống nhau. Anh xem anh, rồi nhìn tôi. Bạn bè quanh tôi, đồng nghiệp thì lúc chuẩn bị xung phong vì tôi. Anh vừa gặp nạn, tất cả mọi người đều bỏ anh mà đi. Tôi nhất thời gặp nạn, những người thân bên cạnh đều ra sức chứng minh sự trong sạch của tôi. Anh biết kết cục của tôi, anh, vì sao có sự khác biệt như vậy không? Thực ra là vì thiếu bốn chữ: chính đại quang minh. Alo, Tử Du, có người tặng quà đến công ty cho cô. Cô xem lúc nào tiện đến lấy. Ai tặng vậy? Là Điền Miêu Miêu tặng. Điền Miêu Miêu, cái này tặng cho em. Cái này đã đi theo chị rất nhiều năm rồi. Bây giờ tặng cho em, hy vọng có thể cho em sức mạnh. Không cần biết sau này đợi chờ em là cái gì, thì đều hy vọng em có thể dũng cảm đối diện với nó. Cố lên. Cảm ơn chị.